Dạ, xin mến chào đến tất cả cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 30 tây tháng 9 thì em có xin giới thiệu đến cô chú anh chị em một con EA 10 đó, với một con EA 8. Thì cái dòng máy này là cua ta nha cô chú anh chị em. Máy này là còn nguyên si hết á, đang xịt tắm rửa nó. Máy này là hết thuốc luôn, đẹp cực kỳ luôn. Hai con ha, thì tí xíu nữa đây thì cô chú anh chị em thấy nó đẹp trên cỡ nào anh ha. Được rồi. Đó, giờ là mình tắm rửa nó, đang bắt đầu xịt nước rửa ha. Rồi test máy, thử máy cho cô chú chị xem ha. EA 10, nó là dòng đó là mấy máy này mà mấy anh em về mà bơm nước chạy xuồng hay là lên dàn chạc gì là hết thuốc luôn anh em. Đẹp lắm nha. Với hai nó bền nha. Cực kỳ đã luôn. Rửa ra là máy tinh quá thằng ha. Cái này là mình dời nha. Ví dụ mấy anh em nào mà về mà mình có ấy không ấy là gỡ này ra được nha. Đó. Xịt rửa đây luôn. Đó rồi. Hoặc là về mấy anh em nào chạy oxy tôm hay oxy cá gì đó, chạy gì đó chạy thì nó đa năng luôn. Máy này mấy anh em về đa năng công dụng. Còn cái máy nhỏ này là chạy oxy tôm là thầy luôn. Tôi tính đi. Đó, đẹp rồi. Cái chữ là tôm phụ tôm cái chỗ này em thấy không? Quá đẹp luôn. Thường thì mấy anh em mà tỉnh khác á, mua mấy cái dòng máy EA 8 này nè, anh em về chạy oxy rồi á, hoặc là gắn xe tải chạy ngon lắm, hoặc là EA 10 thì mấy anh em nào là chạy oxy lớn á, cục lớn thì chạy gác lên máy 10, còn vừa vừa thì chạy con 8, nó tiết kiệm dầu, bền, chạy im đó, đủ kiểu luôn. Rồi xong rồi mấy anh em ơi, thì mình trở lại vấn đề chính là giờ mình test nổi ha. Quay lại ta. Test nổi cho mấy anh em xem ha. Rồi giờ nổ con EA 8 này trước nha. Đó. Máy thì khỏi suy nghĩ mấy anh em. Đó. Khỏi bàn cãi gì hết. Yeah.
Bây giờ tắt đi quay chi tiết của anh em xem ha. Đây thì đây đó, vậy là máy là anh em thấy không đó, chưa bung tháo mở gì ha, chưa gió mở tháo ha, đó zin hết nha đó. Đi sơn nè, mau rửa ra nó mới nè, mới hơn cái chữ mới nữa. Nè, chưa dốt xả dầu nữa mấy anh em thấy không? Nè, chưa dốt mở tháo gì hết nha. Mấy anh thấy máy là bao hàng với anh em luôn. Đấy, nè, anh thấy không? Ngon lành ha. Mới từ trong ra ngoài luôn. Có ao luôn, bình dầu nè. Nước nè. Đó. Thuốc không? Đó, mình chớ nha. Đó, anh em thấy nè. Toàn bộ là không có chơi được chỗ nào hết. Có đẹp, rồi. Em nói xong. Rồi không để mất thời gian mấy anh em, rồi muốn qua con bự. Cứ gì cho nói luôn. Nó là nó chạy là chết em, chết em mấy nơi, chết em. Rồi. Ngon lành cành đào. Rồi, con này cũng vẫn vậy ha. Đây, quay chi tiết mà anh em xem ha. Đây, đây. Ốc ác thì còn nguyên đai nguyên kiện nha. Ốc bánh chớn nè, đó. Ốc bánh chớn này nó hơi bị vàng tí xíu. Sao? Đây. Máy này cũng vẫn là chưa ốc xả dầu xả mỡ nữa anh em. Máy móc là bao. Sơn là vàng khe. Đó. Bình dầu mình nước còn mới tinh luôn. Quá, wow, nó xanh luôn má ơi. Nát cũng chết đây. Quá ngon. Rồi, vậy là xong anh em ơi. Đó. Thì anh em yêu thích cái máy nào thì nhà điện thoại cho em thì em sẽ tính cho em ha. Đặc biệt hai con này. Đó. Thì rất là cảm ơn anh em đã xem video và theo dõi video kênh YouTube của em là tiệm máy nổ Hoàng Vân. Thì mấy anh em nhớ nhớ xem kênh, rồi mấy anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận được cái video mới, những cái clip mới với anh em, để mình lựa chọn những cái máy nào đẹp nhất và yêu thích nhất hay là để mình mua mình sắm. Thì đặc biệt cửa hàng chúng em có bán hỗ trợ trả góp anh em ha, tất cả luôn, về dòng máy này, máy dĩa, máy mới,
Buta Yanma các kiểu, rồi dàn sới máy móc đồ đầy đủ. Chỉ cần giấy chứng minh nhân dân và bằng lái xe thôi anh em. Ui. Thủ tục rất là đơn giản. Thì anh em là có gia đình đó thì chỉ cần giấy chứng minh nhân dân mà bằng của bà xã mình. Rồi clip đây em cũng xin kết thúc anh em ơi. Chúc anh em một ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên người thân gia đình nha. Thân ái chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại với anh em clip sau nha. Bye bye anh em.